Em bán này được bao nhiêu năm rồi em? Không, nhìn em là giỏi thiệt. Anh nãy giờ chưa biết tên. Dạ em tên Hồng Thấm. Tên gì? Tên Hồng Thấm anh. Hồng Thấm. Dạ. Không biết Hồng Thấm nên nhiêu tuổi rồi ta? Tính hôm nay nữa là 29 luôn anh. Đó thì nữa là 29. 29 rồi, bánh chân rồi. Rồi bán lốp nốt rồi được bao nhiêu năm rồi? Mấy năm rồi. Mấy năm? Dạ. Rồi bán là có tiếp thì sao không? Dạ có anh. Không, không, em tiếp rồi tiếp thầy đi Hà Nội rồi tiếp đường nước màu thôi. Trong tỉnh ha. Dạ. À, có nghĩa là mình ship xa là nó bị hư hay là đâu? Dạ, em sợ đi 2-3 bữa nó hư. Còn nếu như trong ngày lấy thì được. Thế cái phần trái này là em mua lại của người ta hay sao? Đâu có, là ba em đi leo của người dân tộc đó, mua của người dân tộc của vườn á. Mua nguyên một năm luôn. Chứ không có mua trái người ta ạ. Trung bình bao nhiêu trái thì được 1 kg em hả? Chắc cũng tầm có khi 7-8 trái, tùy theo mối nhỏ bự. Trái, có khi mười mấy trái cũng chừng. Anh thấy em chặt nhanh quá, kiểu giống như là không có cần nhìn luôn là mình quen hay sao em? Em quen rồi, em quen muốn nằm đâu. Còn nếu như không biết thì nó chặt vô muối luôn. Không, không biết là chặt nguy hiểm luôn á. Dạ. Ngoài việc nguy hiểm mà còn hư muối nữa. Chặt cái này đâu có phạm muối đâu. Hư kia nữa, còn chín ngấu. Thế Hồng Thắm có gia đình chưa Hồng Thắm? Dạ chưa. Hỏi chi cha, tại chưa có gia đình chưa kể người ta hỏi chi vậy? Anh thấy bé nó dễ thương mà. Ờ, mà nhìn dễ thương thiệt ha. Thấy ra ngoài đường mình gặp bé nào đẹp và dễ thương thì mình có quyền hỏi chứ đúng không? Thấy cô bán đắp đốt này đeo nhiều vàng quá ta. để cái vàng đó, bộ vàng đó. Thế Hồng Thắm có người yêu chưa Hồng Thắm? Chưa anh ơi, không phải là không có người yêu, tại yêu em nhóc mà em không có thương lại. Sao vậy em? Khổ lắm. Hay xưa giờ có yêu ai chưa mà cứ khổ em? Yêu một lần hai lần rồi. Giờ thôi gác qua bên là nghỉ rồi. Nghỉ yêu rồi. Nghỉ yêu rồi. Giờ tập trung lo bán thốt nốt rồi. Đúng rồi, tập trung lo bán thốt nốt đi kiếm tiền. Bây giờ nè, người ta kiếm người yêu hay là người ta lấy chồng đi về người ta làm phụ này? Thôi. Thế người yêu của em ngày xưa cũng bán thốt nốt hay sao hả? Không có không. Một lát cầm cái trái mới lên cái thấm thanh ngay cái vị trí chỗ nào mà không có chạm vô ngay muối hay gì. Dạ, để thôi em chỉ lại cho. Mười mấy năm trong nghề rồi. Thế mình không biết là mình bữa cái này vô ngay muối rồi. Trái nó có 3 muối, 2 muối nó tùy theo nữa chứ không phải là trái nào cũng 3 muối hết. Ừ. Cái đó thì cái muối nó nằm ở vị trí chỗ nào? Nó nằm ngay vị trí này. Đó. Nó có cái khía hay sao em? Dạ, nó có làm chặt. Hay ta. Quan trọng là can hay chắn, mức của trái này được phạm quá mà có ngoài quá cũng có chặt nữa chứ phải chờ tới. Em can cái này vừa băng nhiều khi cũng chặt vô thịt cũng không chừng, nó tùy theo. Cái trái nào mà lỡ chặt vô thịt vô muối là mình bỏ mình đi đâu? Em bỏ ra bán ly. Đi nước thôi. Đi lỗi rồi. Nhưng mà giữa mình bán cái với bán nước, bán cái nào lời hơn? Cái nào cũng tiện. Mình bỏ ra cho người ta để cho người ta còn nước người ta ăn nữa. Cái muối mà bể bể rồi thì bán ly. Thế một ly mất bao nhiêu tiền em hả? Một ly có 10 ngàn, có cái cái nước lộn xộn. Vậy một ngày bán khoảng bao nhiêu ly hay là bao nhiêu chai? Dạ, em bán chai ha, nhà chai. Nhiều lắm á. Chai em biết không hết rồi. Tính nó thành trăm không? Trăm chai hả? Chắc hơn quá. Lớp đóng thùng đi nữa nhiều lắm. Vậy là tính ra là kiếm tiền triệu mỗi ngày rồi. Tính ra là nhiều hơn so với những công việc khác luôn á. Thu nhập á. Vậy là không thấp tuyệt vời rồi. Thường cái thì mà những người phụ nữ mà kiếm được nhiều tiền á thì họ rất là khó tìm bạn trai hay là tiến đến cái việc kết hôn. Kiểu như họ thành đạt á, một người phụ nữ thành đạt á thì khi mà một người đàn ông họ nhìn vào á, kiểu giống như là phải giỏi hơn cái người phụ nữ đó thì người ta mới dám quen. Đúng rồi á. Đúng rồi. Với cái việc em kiếm được nhiều tiền như vậy thì cái người nào muốn quen em thì họ phải nghĩ là họ phải kiếm nhiều tiền hơn em. Đúng rồi. Mà họ nghĩ họ kiếm tiền ít hơn em thì họ sẽ e ngại khi mà tiếp xúc với em. Kiểu như là sợ bị cái bạn này kiểu như
vậy đó. Thôi này tư vấn tính tới số tới tối rồi đời này. Ê, ý anh Tình á, nói ngắn gọn có nghĩa là ai mà có thể là cứ được hồng hồng thấm á là phải phải chặt thuốc nốt là phải nhanh hơn nè. Đúng rồi. Nhiều hơn nè. Đúng rồi. Bán nhiều hơn nè, giỏi hơn. Đúng rồi. Mà vậy anh Tình vậy là không có cửa rồi. Phải không? Nhưng mà sẽ có nhiều bạn kiểu như là không cần chặt giỏi nhưng mà vẫn muốn ăn thuốc nốt mỗi ngày, hiểu không? À. Nhiều nghĩ quá không hiểu. Không. Cái bản thân của em có khi nào em suy nghĩ là một người nào đó mà không giỏi, không giỏi như em mong đợi mà em có thiện cảm với người đó, em có thể quen người đó không? Em chưa nghĩ tới rồi. Em phải nghĩ tới chứ. Em chưa nghĩ tới. Nghĩ kiếm người giỏi hơn mình thôi. Ủa mà hỏi thiệt nè, từ đó giờ là không có rung động với ai luôn hả? Không. Chỉ là bán thuốc nốt thôi. 3-4 năm nay rồi đó, lúc anh Thu vừa quay tới giờ. Ôi trời ơi. Sao mạnh mẽ chứ ta? Không rung động với người là mình bị mất cảm giác yêu hay sao em? Chắc vậy quá, cảm giác. Muốn lấy lại cảm giác là khó lắm á. Nếu mà muốn lấy lại cảm giác yêu á là em phải nghe những bài nhạc chiêu chiêu á, kiểu như yêu yêu đồ. Em nghe bài Con Cắm Thúc của Hồ Quán Hiếu Chiều quá, bởi vì em mất nghe. Em phải thiên hướng về chỗ kiểu giống như là Mr. Siro, như là tự đau nước mắt hay là gì đó. Trời ơi, nghe bài gì không nghe, nghe bài tự nhiên cái đau nước mắt á. Không, lúc đó cái tự nhiên cảm xúc mình dâng trào, mình muốn được đó. Muốn được một lần được đau nước mắt giống như trong cái bài hát đó vậy, đúng không? Tâm lý dữ ta. Nhưng mà nếu có người yêu thì em chọn cái mẫu người yêu như thế nào không? Trời ơi, này hỏi nó một người yêu trời. Ở đây đang chặt không đó, tự nhiên hỏi một người yêu của em luôn trời. Không, em nghĩ là có nhiều bạn cũng sẽ tò mò kiểu như anh vậy đó. Biết thôi, đâu đó có những người đáp ứng đủ yêu cầu của ông Tắc rồi sao? Cho em để em suy nghĩ cái lại đi, em chưa giờ trong đầu em tập trung vào người nghề nghiệp, em chưa trả lời câu đó được. Khó quá. Đời, tình kỳ quá, hỏi mấy câu phức tạp khó không? Khó trả lời. Tình có ý gì hay là mới hỏi gì nhiều sấy vô người ta vậy? Anh đâu có ý gì đâu. Anh thay mặt bà con cô bác anh chị cũng như là các bạn đang xem được clip này đặt những cái câu hỏi. Thôi khó quá, em bỏ qua câu đó đi. Bây giờ em tập trung vào chặt tóc lót nè. Em định 35 tuổi. Mấy anh cứ lại quay tiếp tục đi. Chắc 35 tuổi không? Chắc hứa danh dự. Anh đang lo quá. Hình như là anh đặt niềm tin vào ai vậy? Anh đặt niềm tin vào em là chắc cú. Hình như là dạ. Theo mà Vũ biết là hình như là Hồng Thắm có hình như là idol top top đó đúng không? Đúng rồi anh. Ý ha ha, idol là mọi người đặt cho em. Còn em không tự nhận mình là idol. Yeah. Nhưng mà có chơi TikTok rồi phải không? Mọi người có muốn xem em chặt tóc mỗi ngày thì đã đăng cái trên TikTok em đó là ừ. Hồng Thắm 1995. À, Hồng Thắm 1995 là cái năm sinh luôn đó đúng không? Dạ. Hay ta, 1995 là năm sinh luôn hả? Tại thường thường người ta đặt mít TikTok rồi tao phải chèn cái năm sinh vô. TikTok như vậy có bạn nam nào vô nổi đồng quen không? Có luôn, nhóc luôn. Thế mình phải chép lại cái tin nhắn của mấy bạn đó không? Sao vậy em sao em cũng hạn gì vậy? Có, chị cũng trả lời chứ. Chị cũng trả lời nhưng mà em trả lời từ chối luôn mà. Chứ em cũng trả lời tối không? Người ta nghĩ ra một cái câu từ gì đó mà người ta muốn bình luận ở trên top á thì người ta cũng có suy nghĩ lâu lắm, 50 phút hoặc cả ngày đó. Nhưng mà còn thấm mà không rép lại cho người ta buồn đó chứ. Mọi người thông cảm cho em, biết sao em chặt tóc tối ngày này em chưa, em không có ở không. Bởi vì vậy em mới lo cho em đó. Anh nghĩ là em cần phải có một người nào đó chặt thuốc nốt bên em mỗi ngày, hiểu không? Sáng thì mình chặt thuốc nốt, còn tối thì mình mình bệnh gì? Tối thì mình không có chặt thuốc nốt nữa. Không, tối mình đi đâu đó mình dã ngoại. À, mà cái công việc bán thuốc nốt là chỉ một mình em hay là có ai phụ không? Có ba mẹ em nữa, nhưng mà ba thì đi leo tối ngày với thằng em trai chở chặt thuốc nốt, còn mẹ thì bán quán bên kia rồi em bán bên đây. Nhưng mà cái công việc bán thuốc nốt có nhiều cái công đoạn khác nhau, nhưng mà thấy cái công đoạn chặt như vậy là rất là mỏi tay nè. Đúng rồi.
tại sao mình không chọn những cái công đoạn mà nhẹ giống như đóng, nước đóng chai hay là làm gì đó nhẹ nhẹ xíu không? Làm đầy đủ luôn, nước đóng chai cũng làm luôn, gì cũng làm, nhưng mà cho mẹ mới làm nhẹ, em làm nặng. À. Sao bên chị em không? Em có hai người em nhỏ nữa, em nhỏ thằng trai hai mấy tuổi rồi, còn em gái mới mười mấy à. Còn lớp còn đi học. Thứ ba của Hồng Thắm lớn tuổi chưa? Ba cũng năm mấy rồi. Là bạn nam nào mà muốn tiến đến với Hồng Thắm thì chắc phải biết leo trèo, giống như là phải biết leo cây vậy đó. Vậy là mai mốt tiễn ghế là phải trước tiên vô cho leo cây trước, leo cây đốt nốt trước. Leo đốt nốt, leo như khỉ mới được nha. Cái bụng hơi bằng phẳng mới được. Rồi, ông nào mà có bụng hơi nhô nhô ra là không được rồi đó. Nhưng Vũ tình là ghế rồi đó. Đúng rồi. Không, ừ. Nhưng mà leo dài bữa cũng bằng lỡ à. Ủa tâm em nói vậy không để ý em nói cái bụng của em lép. Không, cái bụng của em nó cũng, nó cũng vô nữa. Thế mấy ngày trời mưa chắc khó bán thôi em hả? Trời mưa thì ít bán, ít lợi xíu, không bán được cái việc mình bán ở gần nhà mình như thế này nè, rồi cái việc mình bán qua mạng thì cái nào nó sẽ tương tác mạnh hơn em? Em thích là bán khách du lịch hơn. Khách du lịch ngang đây là ta trả tiền mặt cho mình không có phải sợ gì hết, không có sợ bơm hẹn, bơm bụng gì hết. Ừ. Trước đó em đã từng bị bơm hẹn. Em cũng bị, người ta bỏ ngoài. Ta đặt người ta không có nhận. Cái lúc đó thì là ngộ lắm, đặt không nhận là về là bỏ luôn. Có một đường rồi mấy cái đồ trên đó đó, bán thì đặt tiền người ta. Có hàng ở mình vẫn xài được, còn mày là bơm hẹn là hư hết luôn. Anh thấy em có một vài sản phẩm hình như là gọi là đặc trưng của vùng An Giang mình luôn, như là đường thốt nốt nè, đường lá, đường màu thốt nốt đầy đủ. Đây là cái kệ mà mình bán các sản phẩm liên quan đến thốt nốt ha. Dạ. Có cả nước màu luôn, đường thốt nốt, đường thốt nốt với nước màu thốt nốt là chủ yếu. Nước màu thốt nốt dạ. Cũng có chào thốt nốt luôn ngon. Không, không có chào thốt nốt. Đây đó em bán thêm. Có thuốc lót xí dẻo, có thuốc lót kim đường, có đầy đủ. Có rượu thuốc lót không? Có luôn, mà em có rượu thuốc lót này mua bán nữa. Gần gần Tết, khách đông em mới bán nữa. Tính ra cây thuốc lót làm ra nhiều món lắm ta. Tại thuốc lót nó có loại men, nó hơi men, nó hơi chua, nên ta làm rượu được. Khi mà mình đi đến về An Giang á, cái vùng tỉnh biên An Giang á, là những cái đặc sản kiểu như là mình sáng nào mình ngủ dậy ra, mình mở mắt mình đi ra cái ngõ, mình sẽ thấy một cái cây đầu tiên đó chính là cây thốt nốt. Cái cây thốt nốt nó giống như là một cái phần biểu tượng của tỉnh biên An Giang vậy đó. Và với Hồng Thắm đây, cái cây thốt nốt thì nó giống như là một cái cuộc sống hàng ngày vậy đó, chế biến ra rất là nhiều món, và nó cũng chính là cái nền kinh tế chính của Hồng Thắm nữa. Và nếu bạn nào mà có ngỏ ý như là muốn quan tâm về Hồng Thắm thì chắc chắn phải leo được cây thốt nốt. Sao anh nhắn mạnh từ leo vậy anh? Leo thốt nốt hả? Anh đang lo lắng cho các bạn, lo nhiều các bạn để bấy lâu nay mà kiểu như là không biết leo cây thì bây giờ tập leo dần dần được. Ý anh tài nói là muốn vô được Hồng Thắm là phải qua được cây thốt nốt. Nhưng mà cái đó là cái hình thức bên ngoài thôi, quan trọng là có lấy được cái trái tim hay không mới quan trọng. Leo cho đã cái rồi sụm nụ luôn. Vậy chứ cái người đó càng leo cũng càng bự, nó không bằng được. Bây giờ chặt nãy giờ hết rồi nè. Chặt đó. Nếu như mà đưa một người bình thường mà chặt nãy giờ là có thể là nghỉ rồi đó, bị mổ tay á, không quen. Không, đúng em rồi. Chặt quen rồi, em có thể chặt không ngừng, tiếng nào cũng được hết trơn. Mấy tiếng hồ, 4-5 tiếng hồ cũng được, em chặt không ngừng luôn. Bữa nào chở nguyên xe tải thốt nốt chắc thử coi. Nãy em thấy mình trò chuyện không? Mình vừa nói chuyện mà Hồng Thắm vẫn chặt bình thường luôn. Quen tay. Đúng rồi. Nói chuyện mà vẫn chặt không cần nhìn luôn. Còn mình chặt nãy giờ sợ nhiều khi không được, không được bao nhiêu đây muối nữa. Đúng có rồi. Khi là bể hết rồi. Mà không có bị phạm nữa. Đúng rồi, em chặt bất phạm lắm. Bất phạm như muối lắm. Cái này mình có nhận đệ tử không Thắm? Có, em nhận có nhóc trơn đó, nhà dạy học nhóc hết trơn luôn á. Sao anh Tình có muốn ở lại đây không? Mà tôi toàn là nam học nhiều, nữ sao em lại hỏi anh câu đó, em hỏi anh Vũ kìa. Anh Vũ có muốn ở đại học không Vũ? Sao Vũ? Vậy nhìn là biết cái khả năng mình là không thể nào chặt được như vậy, cũng không cần bây giờ học. Đâu em anh
bốn anh giờ vô test một anh đi, chặt thử đi. Thôi anh sợ thuốc nốt quá, anh không dám chặt đâu. Một ông thử rồi cho mọi người biết đi, khó chặt hay dễ chặt nè. Anh sợ chai thuốc nốt lắm. Khó chặt hay dễ chặt, nhiều khi cũng khó lắm, không biết là nó sẽ khó lắm. Cái vị trí mình đang ngồi mình gọi là gì em hả? Cái vị trí mình đang ngồi nè, cái địa chỉ là gì? Cái địa danh đó này á. Cái địa danh mình đang ngồi á. Để bà con có bác anh chị gần xa mà khi con có đi đến đây á. Địa chỉ là ấp Phú Hiệp của Mạch Tông. Ở đây, đây là ấp Phú Hiệp. Xã gì? Xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Ấp Phú Hiệp, xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. À, quý vị khán giả mà nếu như mà đi tỉnh Biên mà hướng về Long Xuyên á, thì bên mé tay trái nó sẽ có một cái tấm bảng thốt nốt lạnh Hồng Thấm. Dạ, đó, thì đây là cái chỗ mà em Hồng Thấm này là kinh doanh mua bán các sản phẩm chuyên về thốt nốt. Dạ. Có thể khách du lịch ghé đây mua ủng hộ hay là giấc trưa nắng nào đó ghé đây là có giỏng nằm luôn. Chắc chắn rằng là những cái video này mà khi đăng tải lên thì trong đó thì cũng có là một số là xuống để leo thốt nốt và một số là ghé để giải khát. sao cũng có vấn đề leo thốt nốt nữa hả? Mà nghi là chắc nam nhiều hơn quá. Đúng rồi, quất xuống là xị bay là 50 chỗ không? Có một vài sản phẩm như là mình có thể biếu tết được. Đúng rồi. Mứt nè, đường nước màu. Đúng rồi, những cái này mình đi biếu cũng phải nói rất là quý á, kiểu như là đặc sản. Đúng đặc rồi. Sản ở khu vực Tịnh Biên. Thế bằng mọi người muốn mua hàng online thì mua sao em? Mua hàng online thì em tiếp cái đồ đó tiếp được em. Nhưng mà liên hệ với em như thế nào chứ? Dạ, số điện thoại em. Số điện thoại lên đây là em ship đường nước màu luôn nha, chứ em suy nghĩ cho kỹ trước khi em đọc số điện thoại trên đây này nha. Em suy nghĩ kỹ rồi. Em không có ship cái này tại vì ship cái này em sợ bị bơm hàng lắm. Bơm hàng này về là một trong ngày hai ngày bỏ về, bơm về cho em là em bỏ luôn, không xài được, không hết. Cái này là nó qua một hai ngày là nó sẽ lên men mà. Dạ. Nó sẽ bị hôi, nó lem rồi, lên men nó hôi. Còn em chỉ ship cái này nè, là sẵn review luôn đi em. Tại em ship cái này, ủa này là nửa ký đường chảy, hủ nửa ký giá bao nhiêu tiền em? Em tiếp một ký 50, hủ gì là 25 ngàn. Có số điện thoại em, có gì ăn không ngon cứ điện. Đâu quay cái bản hiệu quên rồi, quay lại. Ăn không ngon cứ điện em. Rồi quay đây, quay cho ngay lại đây đó, có tên số điện thoại đàng hoàng nha. Rồi Hồng Thấm. Dạ, cái này đường nhà em làm, còn này đường của công ty người ta làm. Ừ. Đây công ty đem miếng như 20 nửa ký, cái này là một ký. Ký vậy nhiêu em? Ký 40, cái này rẻ, được công ty người ta làm không vậy? Còn em với em ký sẵn nó cũng chảy như thôi. Này là ký là khủ nè, khủ thì là 50. Nhưng mà thường thường mấy cái đường này là mình dùng trong cái gì nhiều lắm? Nấu chè, kho cá, ốp thịt nướng là ngon nhất, thơm lắm. Ốp thịt nướng ha. Đây là nước mèo của em. Đây khủ gì 10 ngàn. Ở nhà mình thắng rồi hả? Dạ em đang thắng, mẹ đang thắng 30 lít tới bển. Wow. Đây là tự tay mình làm hết luôn em. Thì là 30 ngàn, còn hủ thì là 10 ngàn, thịt nữa. Quá rồi. Thế cái hạn sử dụng của nó như thế nào em? Đó. Như là đường là sao? Một năm. Dạ, đúng rồi, một năm. Đường với nước màu là một năm. Nhìn rất là kẹo luôn nha. Kẹo sệt luôn, ốp con cá vô một cái là dính chỗ. Còn những sản phẩm như là thịt rau câu phía sau rồi là sao em? Cái này thêm lấy không ta? Bánh thêm không? Cái này em bán thêm, em không biết. Một số người thì nói thốt lốt ghi xí dẻo, theo theo em biết thì người ta kiên sao thì em ghi thốt lốt xí dẻo, còn này thốt lốt ghi đường, thốt lốt ghi đường. Em không có làm cái này, em không biết, em lấy về đi thì bán thôi. Một hộp là 1 kg 80 ngàn, cái này thấy khô gì là cũng 80 ngàn nửa ký, cái ký cái nửa ký. Còn phần nước thì sao em? Dạ. Nước một chai 20 ngàn. Nước này thì em không có biết nha, cái trong tỉnh thôi. Nước này là chỉ uống trong vòng mấy tiếng đồng hồ. Em ấp lạnh vẫn được, ấp lạnh đi ra luôn để lâu được, nhưng mà phải cho nó lạnh mới được. Các mọi người muốn liên hệ với em thì liên hệ sao em? Liên hệ số điện thoại của em. Em đọc số điện thoại đi chứ anh không dám quay lên, lỡ anh quay lên mấy ông kia cũng đòi leo thốt nốt nữa là anh không biết. Em hỏi anh không biết trả lời sao. Số điện thoại bán hàng của em là 0396 889 497. À, cái số trên cái chai đó, đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Em có thể đọc lại một lần nữa được không ạ?
số điện thoại em bán hàng là 0396 889 497. Còn số điện thoại để mà đăng ký leo tốt tốt số nào em? Bỏ qua con đó là khó quá. Khó quá. Mấy ông mà chưa có vợ, chưa có người yêu kiểu như là ngày nào cũng được ăn tốt tốt kiểu này chắc ăn bám ở đây luôn á ha Tâm ha. Rồi đó, một mâm luôn rồi đó. Chút nữa là khụi ra. Mâm này tầm 5kg á. Ngày Tết em có bán không? Dạ có. Tết vẫn bán luôn. Dạ. Không đi đâu chơi hết. Không. Em chỉ thích kiếm tiền. Mà biết rằng là tiền biết bao nhiêu cho đủ, mà em cũng vẫn thích kiếm tiền. Nên là cái mục tiêu của mình là kiếm tiền. Dạ. Tại ngày xưa cũng nghèo đâu có cái gì. Ngày xưa không có đồ ăn ăn nữa. Bây giờ gặp tiền em ham, em muốn mặn mặn hoài. Có vẻ như là tuổi thơ của mình nó từng trải qua một cái giai đoạn không mấy là suôn sẻ đúng không? Nên đúng mình rồi. Sợ rơi vào cái trạng thái đó một lần nữa đúng không? Bởi vì trong thời gian này kiếm tiền được thì mình kiếm hoài hoài vậy. Nhớ lại mấy cái lúc kiểu như mình không có gạo ăn rồi, thức ăn cũng không có nên mình sợ cũng... rớt vào cái trạng thái đó một lần. Ngày xưa cũng khổ lắm chứ mấy khá giả như vậy hôm nay. Mà bây giờ là giàu rồi phải không? Thôi, bây giờ em đủ ăn đủ xài chứ không có giàu. Anh ước gì ngày xưa nếu anh gặp em giàu thì em giàu thì em nghĩ chặt lót quá. Em vẫn còn khá, em vẫn còn mình. Còn anh đó, anh ước gì mà anh rơi vào cái giai đoạn mà ngày xưa em không có gì để em ăn á. Anh rơi vào cái giai đoạn đó cùng với em. Ủa, nếu như vậy cái giả thiết đó đúng là mấy anh em lại đây là gặp tình đang chặt thuốc nốt rồi. Vậy trời không có nắng hả? Chăng rồi. Đâu có không? Lúc đó mình gặp Hồng Thắm ở cái giai đoạn đó khi mà không có gạo hay là không có lương thực để mà ăn á, thì lúc đó mình san sẻ cho nhau thôi. Các bạn đang nghĩ gì vậy? Ồ, có khách là mua kìa. Có khách là mua, cái khách là mua. Rồi, khách là mua đúng không? Đây là tới giai đoạn này mình gọi là chỗ nãy anh xin xuống đội viên Hồng Thắm này hả anh Dũng? Hả? Anh xin xuống đội viên của Hồng Thắm này hả? Đâu có em. Thắm này thắm đọc trên cộng đồng luôn mà. Dạ đúng rồi. Anh có xin xuống đội viên không? Để có khách gì kìa. Không hề. Và đây là công đoạn mà Hồng Thắm sao? Cái này mình gọi là gì? Quay đi mấy ông nói trước câu nào đi. À. Sau khi mình chặt xong là bây giờ mình sẽ nại ra hả, phải không em? Dạ đúng rồi, nại ra rồi, căng ký là căng liền. À, căng ký, nhưng mà cái phần vỏ mà mình đâu lấy chút không? Lấy phần trong. Đúng rồi, nhưng mà mình ăn mình gọt cái lớp này ra. Đúng rồi, thông cảm, tại em chặt cái dao á, nó bị gì đúng không? Nại riết mà chai tay luôn. Chai, cái tay bị chai. Bị chai luôn kìa. Nhìn thấy thương quá, bà con cô bác vậy thôi. Tịnh muốn vô làm dữ lắm rồi. Bà làm đêm cầm lấy chưa? Thôi mọi người thương em, mọi người mua nhiều nhiều cho em đi. Thấy tay Hồng Thắm dính nước chén rồi bị chảy quá trời. Nhìn xót. Đau lòng thiệt. Đau lòng thiệt không? Đau lòng. Nhưng mà thôi cố gắng dặn lòng. Cứ nén niềm đau hả? Mà thường thường á, em làm ở ngoài ngay gần quốc lộ như thế này, cô cũng có nhiều người người ta đến đây người ta hay ghé đây chơi hay trò chuyện lâu gì vậy không? Có người ta kê, người ta xuống người ta kiếm em. Đâu, chủ yếu xuống đây là để kiếm có, em. Có mấy clip xin em chụp hình đó. Wow. Lát có xin chụp hình không anh Tân? Có anh chụp hình. Cái Tâm cũng muốn chụp hình mà Tâm làm kỷ niệm với ông Tâm không? Cái chuyện đó thì mình để sao? Tại vì anh thấy các bạn đi nhiều khi ở Sài Gòn á, đi du lịch ở An Giang nè. Dạ. Ghé tiệm thấy cũng có post hình của chỗ Hồng Thắm lên luôn á. Có xin em chụp hình chung, chụp cho vui vậy đó. Lát mình chụp hình chung rồi mình post Facebook rồi chơi. Đúng rồi. Các bạn hay đặt Hồng Thắm với cái biệt danh là máy chặt thuốc nốt. Gì máy chặt hả? À. Wow. Kiểu như chặt không có nhìn á. Ừ. Nãy vừa trò chuyện với mình mà vừa chặt luôn á.
Rồi cái biệt danh hot girl thúc nốt là khác nữa hả? Hot girl thúc nốt là chắc mấy không, mấy hot, ổng hot girl là ngày xưa dài già rồi, cái này mới có 29 chứ mấy gì vậy. Rồi idol top top nữa. Idol top top hot nốt nữa. Anh vẫn thấy em xinh như ngày nào mà chưa có người chăm sóc nên còn vẫn còn xinh anh. Trước mắt những người anh em ở đây, em là một trong những đóa hoa xinh đẹp. Mình đi An Giang cũng nhiều quá nhưng mà mình chưa thấy cô bé nào mà bán thuốc nốt đẹp như Hồng Thắm như vậy. Thay chưa mà nắng thì em cũng làm người nắng chang chang vậy đó. Nhưng mà cái chất giọng nè, với cái nước da của người con gái miền Tây á, nên kiểu như nhìn vô mình dễ mến lắm, em hiểu không? Dạ. Cái đó là trời cứu luôn á em, đôi khi có tiền cũng không làm được. Giống như nụ cười của em vậy đó. Dễ tỏa nắng em, hiểu không? Bán là tới tối thì đều nghỉ. 5 giờ rưỡi em nghỉ. 5 giờ rưỡi em dọn về nhà. Ở đây hết đèn rồi. Ở đây chắc công việc tối ngày cái đâu thời gian mà đi du lịch đi chơi. Em bắt đi lắm em đi, em sợ nghỉ bán ngày cái người ta kiếm em không gặp. Thất thu nữa. Mất mối. Thì khi ta ghé này chủ yếu là để kiếm mình mà không thấy là cái trường hợp làm sao. Mọi người kiếm em không gặp. Lâu lâu tao mới xuống một lần á. Đi du lịch lâu lâu tao mới xuống một lần. Em bắt khi nào nghỉ đó. Giống như Hồng Thắm ở đây giống như là phải thủ dinh luôn, phải có mặt ở đây mới được. Không biết khi nào mà đi đâu mà lâu thì còn lâu nữa, đi là phải chạy về tranh thủ. Cái nhà của mình là ở phía bên lộ, nhưng mà bên đây là giống như là mình mướn để mà giống như là khi mà bà con mình đi du lịch đó, dạ, thì sẽ thuận đường hơn, thuận đường á. Người ta đi du lịch, người ta đi chơi, người ta ít có mua lắm, khi dạ. Về người ta mới mua. Đúng rồi, tụi em mình đi về ra là về luôn, về Sài Gòn luôn đó. Vô tay người ta đi cầm lũ khổ, người ta không chịu cầm. Trời ơi, người ta chặt gốc nhanh nên bây giờ lại nhìn dữ vậy. Nhìn đôi tay thon thắt luôn. Anh không nghĩ với cái đôi bàn tay nhỏ bé như vậy mà em lại khéo léo như thế. Quá đẹp. Anh nói đầu tiên như vậy thì đâu em. Quá khéo léo luôn. Thế Hồng Thắm biết nấu ăn đâu không Hồng Thắm? Biết, em biết. Biết nấu ăn. Nhưng mà món cá kho, đồ canh chua, đồ xào rồi em nấu một món gì hải sản rồi em không biết làm nha. Đó giờ chưa ăn nên không biết làm. Giống như cái món chè thốt nốt mình biết làm không? Biết. Ủa có chè thốt nốt hả? Có chứ. Dạ, thốt nốt có rồi á. Không biết luôn á. Phải không, chè thốt nốt đó mình làm sao? Thì mua đậu xanh về mình nấu lên. Thay gì nấu đường kia mà không, bây giờ thay, đúng rồi, mình nấu mà đường thốt nốt á, thay gì mình để là bột phai mình để này, thay cái này vô. Đúng, nó rất là thơm, rất là dẻo luôn nha. Cái này thì ngon hơn. Đường thốt nốt nó có công dụng gì tốt hơn so với đường thốt nốt? Thơm hơn đường cát nhiều lắm. Thơm hơn đường cát? Dạ. Ê Hồng ơi anh xe tải ghé mua vậy phải không? Dạ. Hai chai em mua bánh lớn. Mới hoài chút xíu mà xe tải ghé rồi. Mới nha em. Dạ. Không, anh xe tải là anh làm những giờ mà em cười hoài hả? Thôi anh có muốn đeo cây thốt nốt không? Bữa nay nhiều anh tupper. Nhiều anh ơi! Uống thuốc nốt hả? Uống thuốc nốt hả anh? Có muốn leo cây đúng đó không? Tôi chạy vỏ vô, tôi thấy mày chở về nó cứ bao luôn, tôi nghĩ luôn. Dẹo anh. Tôi chạy vỏ mày vô không? Cái này là thốt nốt này nó có trái quanh năm luôn hả em? Dạ đúng rồi, quanh năm nhưng mà mùa ít nhiều thôi. Mùa ít thì nó hơi mắc xíu. Mùa rẻ, vô mùa rổ nó thì nó như rẻ xíu. Rẻ là 30-35 ngàn ký, còn mắc là trăm mấy ký. Ôi, thốt nốt trăm mấy ký à? Có luôn, trăm mấy ký luôn. Mùa. Nãy em kể là ba em là đi mua là tại vườn luôn, mua là mua năm luôn. Mua năm luôn. Cái kiểu đó là lời khẩm luôn á. Nhưng mà leo cực lắm em. Leo cực. Chứ như thứ hai nhiều khi thốt nốt bị thấp mùa nó khác chứ đúng không? Không mà thốt nốt nó không có thấp mùa, nó có chỉ là vô mùa
mùa trái nhiều, giờ là nghịch mùa chết thôi. Chỉ có nghịch mùa giá mới cao. Đúng rồi. Với lại giá thành của từng cây thốt nốt cũng khác nhau nữa. Ví dụ như cây già đang trong mức độ trưởng thành á thì cái trái nó to, còn cái cây nó mới phát triển thì cái trái nó không có to nên cái thịt của nó sẽ không có chắc, nó sẽ không nước nhiều. Cái cây em mua, ba em mua gì nữa, mua cây bông nhiều, bông mất thì cây bông nhiều nó 200 ngàn, bông mất thì 150, mua vậy đó. Cái cây mà nó trưởng thành á thì cái lượng nước của nó ở trong đó cũng nhiều hơn nữa. Mua đủ giá cho cây, nó không phải như cây, không phải cây nào cũng 200 ngàn hết, không phải cây nào cũng 100 ngàn hết, tùy theo cây bông nhiều của bông mất. Thế nhiêu đây tầm được bao nhiêu ký à? Chắc cũng 4-5 ký á. Này muối hơi nhỏ, trái nó nhỏ, muối hơi là, nhỏ. Vậy là muối nhỏ rồi ha, muối bự chứ nhìn thấy... Muối gì bự là 100 gram muối rồi. Muối bự là bự cái nào em? Bự là 100 gram muối. 100 gram luôn, 100 gram, một muối là 100 gram. Là một trái nó ra tới 4 muối không? Trái 3 muối. Trái 3 muối. Nhưng mà trái nào cũng 3 muối hết? Không, trái 3 muối, 2 muối, 1 muối. Nếu như vậy thì cái trái nó sẽ bự hơn mấy trái này. Dạ đúng rồi, trái nó bự hơn, cái này trái nó nhỏ. Mấy trái nó thường nó sẽ màu đen. Cái này là nguyên cây nó luôn, có cây một đó. À cái này là một cây một nè. Dạ, bởi vì nó đều đều với nhau. Mấy anh đứng đây hỏi nhiều quá, mấy anh có mua cái bộ lên không? Tâm rồi mua, không hỏi đi tâm. Thì lát chắc phải mua. Trong thời gian chặt và lấy cái ra luôn, lấy muối ra luôn là cũng lâu rồi ha. Dạ. Bây giờ đến trong đoạn mà gửi đi xa thì như thế nào em? Em ớt là ớt với thùng đá. Ví dụ như giờ anh muốn mua 1 ký mang về. Ớt đá. Ớt đá thùng đá. Để lạnh. Bây giờ các bạn có muốn mua về mình cũng thích thử không? Mua trước thế bạn mỗi bạn 1 ký đi ha. Ok bây giờ mình lấy đóng gói luôn đi, mình sẽ xem cái con đoạn đóng gói như thế nào luôn. Đúng rồi, món là thốt nốt hồng thấm. Em đóng gói là gì? Công nhận cái đôi tay của em nó lẹ đàng, nó thanh thoát vô cùng luôn á. Anh là anh kết cái đôi tay của em mà em đó. Em bán phải lẹ làng, em bán nhiều ký, em bán là mò biết chừng nào mới được 1 ký. Em bán cho khách thì phải nhanh, tại vì nhiều người lắm. Anh Tịnh là anh nói nhiều câu kỳ. Có leo rung lốt được không mà kết cái đôi tay của người ta? Không, anh kết cái đôi tay thăng thoát thăng ướt thì mình cũng có cái đôi tay làm nhanh nhẹn như vậy đó, khéo léo thôi. Ủa các bạn đang nghĩ gì vậy? Đang nghĩ cái gì vậy? À. Ok. Một ký nhiều chứ ta? Đó, nghĩ đó. Rồi. Là, rồi mình ướp đá là... Vô thùng muối. Dạ. Vô một ký cũng vô thùng muối hả? Dạ. Ủa như vậy là cứ tốn còn muốn à? Có không? Ví dụ như nhà gần tầm có khoảng 20-30 km mình đâu cần ốp đá đâu đúng không? Đúng rồi, không cần. Trong ngày tới là được. Trong ngày tới. Dạ. Vậy thôi. Còn em muốn ốp cái này ốp là ngày mơi á, ốp ốp tận ngày mơi. À anh hiểu rồi, có nghĩa là qua 12 tiếng đồng hồ á. Đúng rồi, qua ngày mơi á. Còn cái này là mình khỏi người ốp đúng không? Khỏi. Ok. Nhưng trong ngày về là khỏi. Nhưng mà mình đừng có làm cho nó tưng nó sắc nha. Tưng sắc nó sẽ giận, nó bị chua. Cái nó đốt bây giờ nó sẽ bị chua. Nó bị chứ cái ruột. Lại anh biết sao nó ốp đá thì cái muối này trắng trắng một xíu, còn nếu anh không ốp thì nó hơi đen, nó phủ, nó có phủ. À, giống như ngã màu vậy đó không? Dạ đúng rồi, nó ngã màu. Nó ngã màu ra mấy muối này nè. Ừ. Em anh đang thắc mắc kiểu như là không biết thốt nốt mình ăn nó thiên hướng về mát hay là nóng em ha? Mát hả? Dạ. Thường thì người ta hay nhắc về đường thốt nốt mình nhiều hơn. Đi đâu mình cũng nghe nhắc về đường thốt nốt, đại loại cái tên hình như là phổ biến vậy. Cái đường thốt nốt, những cái món ăn, những cái món mà hàng ngày chúng ta hầu như là đều có. Đây là đặc sản. Đặc sản ở vùng Tịnh Biên. Chè thốt nốt thì sao em? Chè thốt nốt em có bán không? Không, em không bán, nhưng mà này làm sắp ra một hai một bán. Anh tưởng là em có bán chè bán chè thốt nốt. Ngọt vậy đó không? Đúng rồi. Anh nghĩ em nói chuyện ngọt ngào như vậy thì chè em bán nó cũng ngọt ngào giống như vậy. Em làm nè, mà em nếu em nói chè là chắc cú là ngọt dữ lắm luôn. Cái gì cũng của nhà trên đường, của nhà cũng tốt, của nhà chỉ có mua 5.000 đậu thôi. Cái 5.000 dừa thôi là hai món đó. Vì ăn đường nhiều quá dễ bị mắc bệnh tháo đường không? Ăn dừa thôi.
thì em không thích chè ngọt, nhưng mà em thích nghe cái giọng của Hồng Thanh nó ngọt. Tại giọng Hồng Thanh nó cao, nghe mình khỏi cần ăn chè luôn, đúng không? Mình chỉ cần nghe nói thôi, mình biết nó đủ ngọt rồi. Hồng Thắm em có thường hay lên TikTok em thả thính đầu luôn? Không, ít thả thính lắm, nhưng mà cũng có đúng không? Mình không có thả. Em tại vì em lồng nhạc không, chặt có tốt lồng nhạc không? Chứ không có nói chuyện ha. Không, em không có. Rồi có lỡ người ta thả thính rồi mình thả thính luôn. Không. Rồi tập 3 ký rưỡi. Đón qua 3-4 ký, đón 4-5 ký mà có 3 ký rưỡi. 3 ký rưỡi được, tập 3 ký rưỡi đi. Anh Vũ anh làm gì luôn dữ anh Vũ? Cầm hai tay luôn nè, anh thấy hả? Đứng trò chuyện với... Em cảm thấy nhạc đùi rung rồi đó nghe. Rung cái trời nè, sống rung. Nãy em chặt 4 buồn như có, 4 buồn, buồn bằng có... 4 buồn mà có 3 cái rưỡi à? 4 buồn, buồn nhỏ nhỏ mà. Này nó không chất lượng đúng không nè? Và thế đấy các bạn, và đó là công việc hàng ngày của ông Thắm. Chắc vài bữa nữa mình cũng đi xuống đây mình bán thốt nốt á. Có nhận đệ tử không Hồng Thắm? Có, đệ tử làm tiếp chứ. Đệ tử nam á? Không. Kiểu như là những đệ tử bán trả tiền thốt nốt. Em trả tiền thốt nốt em hả? Đúng rồi. Em lấy hết không? Đó hả? Để hỏi bé gạo ở nhà có chịu không cái đó. Cô này rồi lấy hết tiền của con cho bé gạo ơi. To. Ok. Cái này mình thổi nước ha. Đúng rồi. Cái này về là mình chỉ lột cái vỏ nó ra là mình xếp phao. Qua mình dập mình bỏ thì miếng đường cũng đá. Không ngớt này có ăn chung với muối ớt được không? Được chứ. Ở bển tan vậy. Em mới thấy. Ở bển tan vậy. Không, anh mới về Việt Nam anh không có xài tiếng Việt á, anh không biết nói sao. Thuốc ngớt này về đâm chén ớt ăn ngon. Lâu lâu đi xuống miền Tây gặp thiếu nữ miền Tây chặt thuốc ngớt. Ghiền đúng không các bạn? Rồi, cảm ơn luôn. Thôi quý vị, để hôm nay về tận hưởng cái món thốt nốt này như thế nào nha. Rồi khách du lịch cũng có đi ngang đây thì mua ủng hộ cho Hồng Thắm nha. Địa chỉ là gì anh quên nè? Địa chỉ là ấp Phú Hiền, xã An Phú, huyện Bình Tiên, tỉnh An Giang. Số điện thoại để mà mua hàng online? Dạ 0396889. Xe nó mới chạy ngang qua nó bị tạm âm cho nó, đọc lại đi em. 0396889497. Và còn có 3 triệu có còn những cái sản phẩm như là đường thốt nốt nè, rồi nước màu nè, rồi dao nè, và còn rất là nhiều sản phẩm khác. Hoặc là muốn giao lưu với bạn Thắm thì có thể liên hệ với số điện thoại đó cũng được. Đấy, em bán hàng online. Cuối clip mình cũng kết thúc clip tại đây. Chúc em mua may bán đắt nha. Dạ. Sớm tìm được người yêu. Thôi.